Kính chào quý thầy cô và các bạn sinh viên thân mến. Em là Anh Khoa đến từ câu lạc bộ đồng hành cùng sách thuộc Thư viện Truyền Cảm Hứng. Hôm nay bên cạnh em chính là cuốn sách Cái Bẫy của Trí Thông Minh của tác giả người Anh David Robson. Trong Cái Bẫy của Trí Thông Minh, David Robson bắt tay vào một cuộc khám phá thú vị về những cảm bẫy nhận thức mà ngay cả những bố thông minh nhất cũng có thể mắc phải. Là một nhà văn khoa học dày dặn kinh nghiệm với nền tảng về tâm lý học và thần kinh học, Robson đã giải mã những động lực phức tạp giữa trí thông minh và sai lầm một cách dễ hiểu nhất để những người đọc không có chuyên môn sâu vẫn có thể hiểu được. Cuốn sách tách thiết giả định phổ biến rằng trí thông minh vốn dĩ bảo vệ con người khỏi việc đưa ra quyết định kém bằng việc tiết lộ cách mà những người thông minh với khả năng nhận thức tiên tiến của họ có thể đặc biệt dễ mắc phải một số loại sai lầm nhất định. Câu chuyện của Robson được neo đậu trong sự kết hợp giữa nghiên cứu tiên tiến, lý thuyết tâm lý và những sa thải hấp dẫn. Ông đi sâu vào các khái niệm như thiên kiến nhận thức, ảo tưởng về kiến thức và sự tự tin thái quá, chứng minh cách mà những yếu tố này thường dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng. Từ các nhà khoa học nổi tiếng đến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công, tác giả minh họa rằng không ai miễn nhiễm với những bẫy tâm lý này. Xuyên suốt cuốn sách, Robson phân tích một cách kỹ lưỡng về cách mà trí thông minh đôi khi có thể khuếch đại sai lầm thay vì ngăn chặn chúng. Ông khám phá các cách mà những người có trí tuệ cao có thể mắc phải thiên kiến xác nhận, đánh giá quá cao chuyên môn của mình và đánh giá thấp sự phức tạp của các tình huống. Robson cũng nhấn mạnh các môi trường xã hội và chuyên nghiệp có thể củng cố những xu hướng này, khiến cho việc nhận ra và sửa chữa những sai lầm của người thông minh càng trở nên khó khăn hơn. Nội dung cuốn sách là bài đánh giá một cách khách quan các lập luận của Robson, xem xét độ tin cậy của các bằng chứng mà ông đưa ra với những hiệu quả từ các phát hiện của ông. Bằng cách phân tích các ứng dụng thực tế của những hiểu biết cá nhân, bài đánh giá của Robson nhằm mục đích cung cấp cho độc giả một sự hiểu biết sâu sắc hơn về cách điều hướng những lỗ hổng nhận thức của chính mình và đưa ra các quyết định thông minh hơn. Ngoài ra, nó sẽ xem xét tác động rộng lớn hơn của những lỗi nhận thức này đối với xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà việc đưa ra quyết định thông minh là cực kỳ quan trọng. Công trình của Robson không chỉ là một sự phê phán trí thông minh, mà còn là một hướng dẫn để suy nghĩ tốt hơn. Bằng cách nhận ra và giải quyết các cạm bẫy nhận thức được nêu trong cuốn sách này, độc giả có thể nâng cao quy trình ra quyết định của mình và thúc đẩy một số sự hiểu biết phản chiếu và chính xác hơn với giới hạn trí tuệ của chính họ. Cuốn sách Cái Bẫy của Trí Thông Minh hiện tại đã có mặt trên kệ sách của Thư viện Truyền Cảm Hứng. Kính mời quý thầy cô và các bạn đón đọc.